Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Phêrô, Giacôbê, Anna, Elizabeth, Gioan Bautista, Phaolô, lễ dỗ Phêrô. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào năm phụng vụ mới. Và năm phụng vụ mới luôn luôn bắt đầu bằng mùa vọng, mùa đón chờ Chúa đến. Chúa luôn luôn, Chúa đã đến ở Bethlehem làm con người, sinh ra vì yêu thương con người, đã chết để cứu chuộc chúng ta. Và Chúa sẽ còn lại đến trong ngày quang lâm để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Và chúng ta cũng chờ đợi Chúa đến với chúng ta mỗi giây phút của cuộc đời, nhất là trong cái giờ phút sau cùng của cuộc đời chúng ta. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn luôn biết tỉnh thức đón chờ Chúa đến. Để lời cầu của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận, chúng ta hãy thành tâm sám hối, xin Chúa tha thứ tội lỗi. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Cha toàn năng, xin cho đoàn tín hữu chúng con hằng quyết tâm làm việc thiện để đón chào con Chúa đang ngự đến xét xử trần gian. Nhờ đó, chúng con sẽ được Người cho ở bên hữu và gọi vào hưởng phúc nước trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đây là điều mà ông Isaiah, con ông Amốc, đã được thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cốp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ.
Vì từ Sion thánh luật ban xuống, từ Jerusalem lời Đức Chúa phán truyền. Ngươi sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Hãy đến đây, nhà Gia-cốp hỡi, ta cùng đi nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường. Đó là lời Chúa. Ta vui mừng chạy lên đền Thánh Chúa. Ôi xiết bao vui mừng. Ta vui mừng chạy lên đền Thánh Chúa. Ôi xiết bao vui mừng. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng chạy lên đền Thánh Chúa. Và giờ đây Jerusalem ơi, cửa nội thành ta đã dừng chân. Jerusalem khác nào đô thị được xây nên một khối vẹn toàn. Từng chế tổng của Chúa cháy hồi lên đền ở nơi đây. Để họ cùng xưng tụng danh Chúa như lệnh đã truyền cho Israel. Cũng nơi đây đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều David. Hãy nguyện chúc Jerusalem được thái bình, chúc thần hiếu của thành luôn thịnh đạt, tường trong lũy ngoài hàng yên ổn, lâu đài dinh thự mãi an linh. Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, tôi
nói rằng chúng thành đô an lạc. Nghĩ tới đền Thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong thành được hạnh phúc hơn thành đô. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào? Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cái cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Đó là lời Chúa. Chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: thời ông Nô-ê thế nào thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập tới, cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý bà, anh chị em, hôm nay chúng ta là bắt đầu mùa vọng, chủ nhật thứ nhất mùa vọng, bắt đầu một năm phụng vụ mới. Sứ điệp chính yếu của mùa vọng như bài tin mừng hôm nay cho thấy, đó là lời kêu gọi phải luôn luôn tỉnh thức. Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Lúc không ngờ con người sẽ đến, để minh họa cái sự bất ngờ đó, Đức Giêsu nhắc lại cái câu chuyện cựu ước. Cái thời ông Noê thế nào thì ngày con người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noê vào tàu, họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới, quấn đi hết thảy. Và ngày con người quang lâm cũng sẽ như vậy. Nói về ăn uống thì ai mà chẳng ăn. Gia đình ông Noê cũng ăn. Cưới vợ lấy chồng thì cũng thế. Lẽ thường cha mẹ nào mà cũng chẳng muốn con trai con gái mình lớn lên cưới vợ lấy chồng. Gia đình ông Noê cũng, nếu có con thì cũng gả cưới vợ lấy chồng. Chúng ta thấy cả cái thành phố đó, họ cùng sống, những cái con người đó, họ cùng sống trong một thành phố, cũng vẫn sinh sống, vẫn làm việc, ăn uống, cưới vợ lấy chồng. Khi mà nước hồng thủy dâng lên ập tới, mọi người bị cuốn trôi, trừ gia đình ông Noê tin vào lời Chúa thì được cứu thoát. Và Đức Giêsu nói tiếp: bấy giờ hai người đàn ông đang làm ruộng thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Chúng ta thấy chẳng có ưu tiên gì cho ai hết, và cũng chẳng có một cái thiên kiến xấu nào cho một cái nhóm người nào cả. Không cứ là đàn ông thì được cứu, không cứ là đàn bà thì bị tiêu diệt, không cứ là xay lúa thì được cứu, mà không cứ làm ruộng thì bị tiêu diệt. Hai người đàn ông cùng làm ruộng thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người phụ nữ cùng xay lúa thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Cho nên chúng ta thấy chắc chắn sẽ có một cái sự phân tách, một cái sự khác biệt. Cùng trong một hoàn cảnh sẽ có những người được đem đi, được cứu, được ân thưởng. Ngược lại, cũng cùng trong một hoàn cảnh sẽ có những người bị bỏ lại, bị trừng phạt. Chúng ta thấy chẳng có quy luật nào để được đem đi hay bỏ lại cả. Hoặc nếu có gọi là quy luật thì chỉ có một quy luật duy nhất, đó là sự tỉnh thức. Chính cái sự tỉnh thức nó làm khác biệt hai cái nhóm. Ai tỉnh thức thì được cứu thoát, còn ai ngủ mê thì bị trầm luân. Từ đó chúng ta rút ra cái bài học đầu tiên. Chính Chúa đã nói hai người cùng trong một hoàn cảnh thì có người tỉnh thức và có người không tỉnh thức. Cũng là vào nhà thờ đi lễ, có người tỉnh thức, có người không tỉnh thức. Cũng là bà mẹ công giáo, có người tỉnh thức, có người không tỉnh thức. Cũng là cái người kinh doanh buôn bán, có người tỉnh thức, có người không tỉnh thức. Cũng là công nhân, có người tỉnh thức, có người không tỉnh thức. Không phải cứ là tu sĩ thì là tỉnh thức, sẽ có người tỉnh thức, có người không tỉnh thức.
Không phải cứ là linh mục là chắc chắn là tỉnh thức. Linh mục cũng có người tỉnh thức, có người không tỉnh thức. Đó là cái bài học thứ nhất chúng ta phải xác tín. Cho nên không phải cứ vào nhà thờ là tỉnh thức đâu. Cái câu hỏi chúng ta đặt ra như vậy, thế nào là tỉnh thức? Thế nào là tỉnh thức? Chúng ta có rất nhiều các cái dụ ngôn trong Tin Mừng nói về cái việc tỉnh thức, và chúng ta có thể rút ra để biết được thế nào là tỉnh thức. Nhưng thôi, không có giờ, chúng ta chỉ có lấy lại một cái câu chuyện mà cái tuần trước chúng ta đã nghe trong cái lễ mừng lễ Chúa Kitô Vua. Có hai người bị đóng đinh bên thập giá với Đức Giêsu. Họ cùng một hoàn cảnh như nhau, cùng là những cái kẻ trộm cướp, cùng bị bắt, cùng bị pháp luật trừng trị, cùng bị đóng đinh nhục nhã, đau đớn khốn khổ trên thập giá. Một tên cướp thì lòng đầy những oán hận, tâm địa độc ác, không còn đả thương được người khác bằng tay chân, thì với cái miệng còn tự do, anh ta phun ra những cái lời nọc độc, châm chọc, khích bác những cái người cùng cảnh khổ, cùng cảnh ngộ với mình. Anh ta quyết làm cho người khác phải đau khổ thì anh ta mới hả dạ. Một cái tâm địa ác độc. Còn người kia được gọi là trộm lành, đến lúc cuối đời vẫn biết phải trái đúng sai, vẫn biết nhìn nhận mình là có tội, vẫn biết bênh vực cái người ngay chính, vẫn biết khiêm tốn mở lời cầu xin: ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông xin nhớ đến tôi. Thế cho nên tên cướp này được vua Giêsu cứu, ngày hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với ta. Tên cướp này tỉnh thức, còn tên cướp kia không tỉnh thức, bị bỏ lại. Thế thì qua cái câu chuyện hồng thủy thời Noe, qua nhiều dụ ngôn mười trinh nữ, hay là cái câu chuyện về ông chủ giao nhà cho cái người quản lý vân vân, và cái câu chuyện có thực về hai tên cướp bị đóng đinh, chúng ta rút ra được bài học gì về tỉnh thức? Tỉnh thức là gì? Qua những cái câu chuyện này chúng ta thấy, để tỉnh thức không đòi lúc nào chúng ta cũng phải tập trung, phải cố gắng, phải cảnh giác. Không, thật ra tỉnh thức đơn giản là con người ta như thế nào, chúng ta thế nào thì chúng ta cứ sống như vậy. Chúng ta thế nào chúng ta sống như vậy. Anh trộm lành dẫu làm việc ác, nhưng mà lương tâm anh là thiện lành. Anh không phải cố gắng, không phải đóng kịch để mà bênh vực Chúa, hay là đóng kịch để khiêm tốn nhìn nhận mình tội lỗi. Anh cảm thấy cái điều đó một cách bình thường. Gia đình Noe tin vào lời Chúa, làm những gì Chúa dạy từ ngày này qua ngày khác. Khi nước lên, họ vào tàu và được cứu. Cho nên tỉnh thức là một cái tâm thế bền vững, đã được vun trồng nuôi dưỡng. Rồi khi sự việc bất ngờ xảy ra thì người ta phản ứng như người ta đã là, như người ta đã từng phản ứng. Dĩ nhiên cũng có khi cần phải phản tỉnh và cần có một chút cố gắng để vượt qua cái con người cũ của mình. Chẳng hạn cái anh trộm lành đó, anh ấy cũng có khi để mà bảo vệ bênh vực Chúa, anh cũng cần phải một chút can đảm. Bởi vì có thể khi mà mình bênh vực thì bị người dân chúng người ta ném đá thì sao? Cho nên tỉnh thức
là một cái tâm thế bền vững. Chúng ta thấy giống như cái người mà lái xe đó. Tỉnh thức không có nghĩa là lúc nào người ta cũng phải tập trung căng thẳng để mà lái xe. Nếu mà lái như vậy trên cái đoạn đường dài thì chắc chắn là sẽ gây nhiều tai nạn và chóng chết. Cái người lái xe tỉnh thức đó là cái người biết trước khi lên xe, coi cái xe mình, cái thắng nó có tốt không? Đèn có tốt không? Dầu xăng có còn không? Rồi khi lái xe, cái lúc nào cần phải tỉnh thức, lúc nào cần tập trung chú ý hơn. Như vậy, Chúa nói, vậy anh em hãy canh thức vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Như vậy chúng ta phải tỉnh thức. Làm sao để mà sống tỉnh thức? Như thế chúng ta thấy tỉnh thức nếu nó là một cái tâm thế bền vững, thì để sống tỉnh thức chúng ta phải tập thôi. Phải tập. Tập sao cho mình luôn luôn có một cái tâm thế tỉnh thức. Và khi đã có được một cái tâm thế tỉnh thức rồi thì không cần phải cố gắng nhiều để tỉnh thức. Không cần phải cố gắng nhiều để tỉnh thức. Chúa dạy thế này: anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cái nếu này chẳng bao giờ xảy ra, bởi vì làm thế nào mà chủ nhà lại biết kẻ trộm đến vào lúc nào được? Mà Chúa bảo là anh em hãy sẵn sàng, chính cái phút anh em không ngờ con người đến. Cho nên cái người chủ nhà để mà kẻ trộm nó khỏi đến chỉ có bằng cách là tập cho mình có cái tính cẩn thận. Trước khi đi ngủ, xem cửa nẻo có khóa chắc chắn hay chưa. Những cái chỗ nào kẻ trộm có thể đột nhập thì phải lưu ý. Nghe cái tiếng động, ngủ nghe cái tiếng động thì phải để ý. Đó là tỉnh thức. Và khi đã có cái tâm thế tỉnh thức rồi, chúng ta sẽ có một cái khả năng nhạy bén ở trong cuộc sống. Chúng ta dễ dàng nhận ra ngay thế nào là ý Chúa. Mình vừa mới suy nghĩ không tốt cho một người là chúng ta cảm thấy ngay. Chúng ta vừa mới làm một cái hành động gì đó cho người khác, vừa mới mở miệng nói một cái câu gì đó xúc phạm đến người khác, chúng ta cảm thấy ngay. Cũng giống như là cái người lái xe đó. Không phải lúc nào người ta cũng chăm chú, nhưng mà người ta có một cái gì đó giống như cái linh tính, để mà khi qua cái đoạn đường đó, qua cái ngã tư đó là phải tỉnh táo, phải coi chừng. Qua cái chỗ đông người đó, người ta nói là phải coi chừng. Thì cũng vậy, cái người mà có một cái tâm thế tỉnh thức thì sẽ có một cái nhạy bén để nhận ra được ý Chúa, nhận ra được những cái hành động mình làm không đẹp lòng Chúa, trái ngược với tin mừng, nhận ra ngay. Và kính thưa quý bà anh chị em, nhưng mà trong thực tế, dẫu mà có khôn ngoan, dẫu có phòng xa, chúng ta vẫn có thể bị trộm viếng, vẫn có thể bị lừa đảo. Đó là cái thực tế. Nhưng mà sau những cái lần trộm, những cái lần lừa đảo đó, nó trở thành kinh nghiệm để lần sau chúng ta không bị trộm nữa, không bị lừa đảo nữa. Thì cũng vậy, trong đời sống của chúng ta, không phải lúc nào chúng ta cũng tỉnh táo, tỉnh thức. Có những lúc chúng ta thiếu cảnh giác, cho nên chúng ta mới sa ngã, mới phạm tội. Chính những cái lúc đó cho chúng ta biết chúng ta yếu ở cái chỗ nào. Cho nên cái điều thứ tư chúng ta rút ra được cái bài học như thế này: muốn không bị bất ngờ, chỉ bằng cách học hỏi, rút kinh nghiệm từ những cái thất bại của mình, cũng như rút kinh nghiệm từ học hỏi từ những người khác. Kinh nghiệm về cái sự thiếu tỉnh thức và tỉnh thức trong Kinh Thánh đầy những kinh nghiệm đó. Không có dịp để mà nói tất cả. Thí dụ như là cái kinh nghiệm của vua David sa ngã chẳng hạn, sẽ cho chúng ta biết. Nhưng nói một cái kinh nghiệm của Thánh Phaolô, của Thánh Phêrô, tông đồ Phêrô, ông ấy không tỉnh thức. Ở cái nơi, cái sân thượng tế,
khi mà Chúa bị bắt, Phêrô đã vào trong cái sân đó. Chắc hẳn là Phêrô nghĩ rằng mình yêu mến thầy lắm, mình yêu mến thầy hơn các anh em khác, hơn các môn đệ khác, và mình can đảm hơn hẳn các cái ông khác. Bây giờ họ trốn hết rồi, mình dám vào tận cái hang ổ của những cái kẻ thù ghét Chúa. Nhưng mà không ngờ bị dân chúng phát hiện là cùng nhóm với Đức Giêsu, hỏi ông ấy chối bai bải hết lần này đến lần khác, ông ấy không biết, cho thấy là ông ấy sợ. Mà trong số ba người hỏi đó có hai người là cái đầy tớ gái mới thấy cái sợ của ông ấy đáng mỉa mai đến cỡ nào. Cho nên chúng ta rút ra được cái bài học thứ tư: chính lúc chúng ta thanh thản, chúng ta bình an, chúng ta tưởng mình đạo đức, thánh thiện, đó là cái lúc dễ sa ngã nhất. Chính cái lúc mà chúng ta tưởng rằng mình tốt lành lắm, đó là cái lúc mà mình dễ sa ngã nhất. Và điều thứ năm chúng ta rút ra: chính những cái phản ứng bất ngờ cho chúng ta biết con người thật của mình. Những cái phản ứng bất ngờ chúng ta chưa kịp suy nghĩ, những cái gì mà nó nằm trong kế hoạch của mình, chúng ta thường xử sự, lịch sự, khéo léo, lớp lang, tốt đẹp lắm. Cái đó nhiều khi, đôi khi nó chỉ là một cái vỏ bọc đẹp đẽ ở bên ngoài thôi. Nhưng mà khi những cái chuyện bất ngờ xảy ra, làm cho chúng ta phản ứng tức thời, theo phản xạ, chưa kịp suy nghĩ, chưa kịp sắp đặt, cái lúc đó nó cho chúng ta biết cái con người thật của mình. Người ta tới, người ta nói với mình một câu, mình sững cồ, mình bực bội, mình chửi lại. Nó cho chúng ta biết cái con người thật của mình. Cho nên tận dụng tất cả những cái cảm xúc của mình, suy nghĩ, nhìn lại những cái cảm xúc đó, những cái gì mà bất ngờ, thì đó lại là cho chúng ta biết rõ cái con người thật của mình nhất. Đó là năm cái bài học chúng ta rút ra trong cái ngày hôm nay. Thứ nhất, không phải đi lễ là tỉnh thức. Có người ở trong đây, có người tỉnh thức, có người không tỉnh thức. Cái điều thứ hai, tỉnh thức không phải là lúc nào cũng gồng mình tập trung, mà là một cái tâm thế bền vững. Và điều thứ ba, để có được cái tâm thế đó thì phải tập, tập từng ngày từng giờ. Và điều thứ bốn, chính khi mà chúng ta thanh thản, bình an, tưởng mình là đạo đức, thì là lúc mà dễ vấp ngã nhất. Và điều thứ năm, chính những cái phản ứng bất ngờ của chúng ta, như là khi Phêrô bị hỏi như vậy, mới cho biết cái con người thật của mình. Cho nên trong cái mùa vọng là cái thời gian đón chờ Chúa đến, là cái thời gian đặc biệt để sống tỉnh thức. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta qua cái đời sống của mình, mình biết nhận ra cái con người thật của mình, cái con người yếu đuối, tội lỗi, để rồi biết bám chặt vào Chúa, để nhờ ơn của Chúa giúp chúng ta biết hối lỗi, biết sửa mình, để có thể sống tỉnh thức mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, để khi Chúa quang lâm, chúng ta không bị bất ngờ. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng,
Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã phụ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Cio Philato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, mùa vọng, mùa xuân của năm phụng vụ là thời gian vừa chuẩn bị đón mừng Đức Giêsu Kitô đến lần thứ nhất với loài người, vừa hướng lòng trông đợi Người đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Trong niềm khát khao trông đợi ngôi hai Thiên Chúa ngự đến, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin. Cho các Kitô hữu biết luôn cố gắng sống theo lời mời gọi của
Lạy Chúa, mùa vọng cũng là mùa để tập sống tỉnh thức. Xin cho chúng con nếu có lỡ sa ngã vì thiếu tỉnh thức, chúng con biết trỗi dậy để sống tỉnh thức hơn nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho thánh lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiến trở nên bảo chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi Người đến lần thứ nhất mang lấy bản tính nhân loại yếu hèn, Người thực hiện lời Cha đã hứa thuở xưa và mở đường cứu độ đời đời cho nhân loại. Nhờ đó, khi Người ngự đến lần thứ hai đầy uy nghi vinh hiển, bấy giờ ơn cứu độ đã hiển nhiên, chúng con sẽ lãnh nhận hạnh phúc Cha hứa ban mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức và vững dạ đợi chờ. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng: chúc tụng đấng ngự trên thiên sang.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Cha Giám Quản Giuse, Đức Cha Luis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhận lời cầu của mỗi người chúng con, dâng lên Chúa hợp với lời cầu của hội thánh. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa là Phêrô, Giacôbê, Anna, Elizabeth, Gioan Bautista, Phaolô mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình vào máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh thể để dạy chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế, biết mến yêu và gắn bó với những thực tại bền vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con kính mời cha và cộng đoàn ngồi một chút. Sau thánh lễ, kính mời quý ông bạn chị em nhận bản tin hàng tuần số 48 của giáo xứ. Thứ ba vừa qua thì Đức Thánh Cha đã trở về Roma bình an qua chuyến tông du tại Thái Lan và sau đó tại Nhật Bản. Và ngày thứ tư khi gặp gỡ các hành hương đến Roma thì Đức Thánh Cha Ngài có kể chuyện lại một cách tổng quát về chuyến tông du mục vụ của Ngài tại Thái Lan và Nhật Bản, có ghi trong bản tin. Xin mời quý ông bạn chị em ta đọc qua. Và khi Ngài bay từ Thái Lan đến Nhật Bản thì đi ngang qua không phận Việt Nam chúng ta. Và thông thường Đức Thánh Cha khi đi tông du tại một đất nước nào trên thế giới và đi ngang qua một đất nước nào đó ở không phận thì Ngài gửi một cái điện tín đến cho chính phủ cũng như nhân dân đất nước đó. Thì vừa qua Ngài bay ngang Việt Nam, Ngài cũng gửi một điện tín đến chính phủ và nhân dân Việt Nam chúng ta. Và Ngài xin chúc lành, xin ơn chúc lành, xin Chúa chúc lành cho quê hương đất nước chúng ta. Và cũng hy vọng mà một ngày đẹp trời nào đó Đức Thánh Cha đến viếng thăm Việt Nam chúng ta. Ta cứ cầu nguyện. Rồi hôm nay, chiều thứ bảy hôm nay và Chúa Nhật ngày mai, chúng ta bắt đầu một năm phụng vụ mới và khởi sự Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng năm A. Và quý ông bạn chị em nhìn thấy bên tay phải có một cái logo mới của năm phụng vụ mới công bố do Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ Thiếu Nhi, năm Mục vụ Giới Trẻ năm 2020, đồng hành với người trẻ hướng đến sự trưởng thành toàn diện. Cái logo, cái chữ nó hơi nhỏ, có lẽ chúng ta hơi khó nhìn thấy, nhưng mà trong bản tin có phần giải thích những ý nghĩa của logo. Xin mời anh chị em chúng ta cũng đọc qua để chúng ta cùng hiệp thông. Hôm nay và ngày mai chúng ta có lắc giỏ cho Quỹ Xây dựng và Phát triển Giáo xứ, xin cộng đoàn cùng chung tay đóng góp. Ngày mai có rửa tội cho các trẻ em lúc 8:30. Tuần tới ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy là những ngày đầu tháng, chương trình như thường lệ. Ngày thứ năm các bà mẹ công giáo, ngày thứ sáu gia đình Phật tử thánh tâm. Ngày thứ sáu đầu tháng buổi sáng có trao mình thánh Chúa cho các bệnh nhân như thường lệ. Buổi chiều lúc 3:00 và 3:30 có cầu nguyện và thánh lễ kính lòng Chúa thương xót. Ngày thứ bảy đọc kinh trưa tại đài Đức Mẹ. Và ngày Chúa Nhật tới là ngày 8/12 là ngày lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, nhưng mà trùng với ngày Chúa Nhật của mùa vọng, cho nên chúng ta dời qua ngày thứ hai 9/12 chúng ta mừng lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vào buổi chiều ngày thứ hai tuần sau nữa thì chúng ta có kiệu Đức Mẹ, thì thứ bảy sau sẽ thưa lại. Những gì vừa mới thưa có trong bản tin, xin cảm ơn quý bạn chị em. Xin mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.